Sáng nay ngày 6 tháng 9, tiểu đoàn phòng hóa 906 thuộc binh chủng hóa học đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, từ sáng sớm, ba xe đặc chủng được trang bị khí tài chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ mang dụng cụ gọn nhẹ tiến sâu vào bên trong các kiệt hẻm và 50 tổ dân phố thuộc phường Tam Thuận, quận Thanh Khê để phun hóa chất tiêu độc khử trùng, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Đây là khu vực có mật độ dân cư đông đúc, hàng chục kiệt hẻm với tổng chiều dài hơn 3 km. Việc tiến hành phun khử khuẩn trong các khu vực này rất khó khăn, nên tiểu đoàn phòng hóa 906, binh chủng hóa học phải tăng cường sử dụng máy phun thuốc đeo vai để tiêu độc khử trùng kỹ lưỡng từng khu vực. Được biết, hiện trên địa bàn phường Tam Thuận có 249 ca dương tính với SARS-CoV-2 và gần 500 người là F1 đang cách ly tập trung. Trước đó, phường cũng đã tổ chức di dời 42 hộ với 216 nhân khẩu đến nơi ở tạm thời để phòng chống lây nhiễm COVID-19.